Mỗi khi Tết đến xuân về, hầu như gia đình người Việt nào cũng tìm cho gia đình mình một cành đào, với mong muốn tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, mang đến cho con người cuộc sống bình an hạnh phúc. Và để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, cả người tiêu dùng năm nay dịch vụ cho thuê cây đào chơi Tết nở rộ ở tại thành phố Vinh của Nghệ An. Với dịch vụ này, người mua sẽ giảm được một số kinh phí mà vẫn có cây đẹp. Còn với những người bán sẽ tận dụng được gốc cây để tiếp tục chăm sóc cho mùa Tết sau. Đây là năm thứ hai ông Hồ Xuân Huệ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lựa chọn dịch vụ thuê đào trong dịp Tết. Theo ông, đây là một dịch vụ rất tiện ích cho người tiêu dùng, giúp tiết kiệm chi phí cho dịp Tết. Tôi không sợ vào đấy nhá. Thuế này nó rẻ hơn là khi mình chơi sóng đào rồi thì mình trả lại cho họ, thì như vậy là họ về họ sẽ chăm bón lại, thì sáng năm họ thể là họ sẽ đưa ra họ bán, thì người bán đào cũng có lợi mà mình mua đào cũng có lợi, vì ra năm cái hệ thóa rồi thì mình không dùng nữa. Với dịch vụ này sẽ có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào sở thích của khách hàng, như loại cây nhiều lộc, cây nhiều hoa. Giá thành cho mỗi lần thuê phụ thuộc vào từng loại cây đào khác nhau, nhưng dao động chủ yếu với giá từ 1 đến 10 triệu đồng một cây. Mỗi cây đào thuê có thể tiết kiệm đến 30% so với giá mua. Dịch vụ thuê đào thì nó có lợi cho người tiêu dùng ở chỗ là nó đỡ tốn kém lên một tí. Ví dụ như mua một gốc đào tầm 15-20 triệu, thì thuê đào chỉ tầm 10 đến 12 triệu thôi. Là nó cái lời ở đó. Và hơn nữa đến lúc là cái gốc đào để nó nếu đặt vào cái thể của nhà mình nó phù hợp, thì sáng năm mình có thể tìm lại để thuê lại cái gốc đào đấy để mình đặt cho nó phù hợp. Người bán cũng thích hình thức này bởi không lo mất gốc cây, sau Tết mang về chăm sóc thì năm sau giá trị sẽ càng lúc càng tăng. Dịch vụ cho thuê này thì người tiêu dùng nói chung là có lợi. Có lợi cái thứ nhất là về tức là trong cái người tiêu dùng đã đỡ cái bỏ ra một cái khoản tiền lớn. Chẳng hạn như bây giờ cái là đỡ bỏ khoảng tầm được cái là đáng một cây được khoảng tầm 10 triệu thì họ thuê chỉ được khoảng tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu thôi. Thì mình đang đỡ được khoảng tầm 3 triệu, vì tức là nếu người tiêu dùng tức là người chơi xong mà không biết cách chăm bón thì nói chung về nhà thì sau này cây này khả năng nó cũng hư hỏng. Mua hay thuê đào hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Quan trọng hơn là vào mỗi ngày Tết trong nhà vẫn có cành đào báo hiệu sắc xuân.